Tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách để SEO video lên top tìm kiếm ở trên điện thoại. Thì SEO là một cái công việc mà chúng ta phải đi tối ưu hóa các cái video để đưa lên top tìm kiếm cao, top như cao khi tìm kiếm. Thì để SEO tối ưu hóa cái video của chúng ta thì chúng ta phải làm những cái việc như này. Đầu tiên là phải đặt tiêu đề đủ để gây ra sự chú ý đối với người dùng. Thứ hai là phải đặt ảnh thumbnail của video để cuốn hút, hấp dẫn. Thứ ba, chúng ta phải đặt thẻ mô tả. Ở đây, cái thẻ mô tả phải chứa được cái từ khóa chính và nó có lợi ích đối với người dùng. Và cái thứ tư là tối ưu hóa thẻ tag. Thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách để làm thẻ tag. Thì để làm thẻ tag trên điện thoại thì chúng ta phải cài YouTube Studio để quản lý kênh YouTube của bạn. Thứ hai là chúng ta phải cài một cái phần mềm nữa là tác yêu để tối ưu hóa các từ khóa của thẻ. Thì để cài cái phần mềm này thì các bạn vào CH Play, sau đó gõ cho cụm từ là YouTube Studio và chúng ta nhấn vào cài đặt. Để cài đặt thì ở điện thoại của mình đã cài rồi nên là không cài lại nữa. Thứ hai nữa, chúng ta phải cài thêm một cái nữa là tag YouTube. Thì ở đây chúng ta sẽ cài ra tag view và sau đó chúng ta mở tag view. Thì ở đây có cái, chúng ta sẽ phải nhập cái từ khóa của video mà chúng ta định tải lên và chúng ta tải lên. Đây rồi chúng ta sẽ tôi có một từ khóa, sau đó nhấn tìm kiếm. Thì ở đây cái phần mềm sẽ đưa ra chúng ta rất là nhiều những cái từ khóa ở đây. Chúng ta sẽ chọn lấy những cái từ khóa nào mà liên quan đến cái video của chúng ta. Ví dụ ở đây chúng mình là phần mềm dự toán này, lập dự toán. Chúng ta sẽ chọn tất cả những cái từ khóa có liên quan đến cái video của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấn chọn, sau đó nút copy cho đóng lại YouTube Studio, sau đó ta chọn đến cái địa chỉ của chúng ta. Địa chỉ kênh của chúng ta. Sau đó ta vào phần video. Ở phần video là chúng ta mở cái video mà chúng ta cần thêm các từ khóa và tag vào. Mở lên, sau đó chúng ta vào chỉnh sửa có cái hình cái bút. Ở đây phần mô tả thì chúng ta sẽ tự thêm vào mô tả, và riêng cái phần thẻ lúc này chúng ta sẽ dán vào
dự án vào ở đây. Đây chúng ta đã có được những cái vừa chúng ta vừa copy ở cái phần mềm TechView, sau đó chúng ta new lại. Cái từ khóa tiếp theo mở TechView. Ở đây chúng ta có thể dùng cái từ khóa gợi ý, chúng ta gõ bóc khối lượng, thì đây chúng ta sẽ chọn những cái từ khóa đề nghị ở đây như bóc khối lượng tường xây, bóc khối lượng móng băng, bóc khối lượng phần hoàn thiện, sau đó chúng ta nhấn copy, đóng lại, sau đó mở YouTube Studio. Video là mở cái video của chúng ta lên, ấn vào nút chỉnh sửa, có hình cái bút thì ở phần thẻ này chúng ta đã thêm trước rồi, thì để thêm tiếp theo thì chúng ta phải gõ dấu phẩy và đánh dấu cách, gõ dấu phẩy đánh dấu cách, sau đó chúng ta dán vào. Sau đó lưu lại. Rồi. Thế là xong. Thì chúng ta thì việc chờ đợi để video của chúng ta có thể sẽ được liên tốt. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào các bạn.